quốc tế nha. Mình nói một cái chủ đề duy nhất là hướng dẫn các bạn làm hợp đồng thương mại quốc tế, làm sao để mà khi mà xảy ra tranh chấp và trong cái giao dịch giữa hai bên á, thì người ta sẽ làm đúng theo những cái gì mà ghi trên hợp đồng và những cái thỏa thuận trên hợp đồng, để nó tránh bị sai sót và tránh cái phần thiệt về mình. Chờ mình tí để mình quay lại cái phần bảng nhé. Chờ mình tí nha, mình coi cái phần cài đặt nó nằm ở đâu không biết nữa. Hôm qua mới bấm cài đặt ra mất tiêu rồi ta. Hôm qua mới bấm quay lại cái view, quay lại cái cam á, coi mà giờ vô không biết nó nằm chỗ nào rồi. Bình luận cài đặt quản trị viên, giới thiệu like, chủ đề, tạm dừng like, quà tặng. Ủa thế nào ta? Hôm qua mình mới quay cái video lại mà giờ mình không biết nó nằm ở đâu nữa rồi các bạn ơi. Tự nhiên cái tại vì không có phải live chuyên nghiệp á. À được rồi. Ồ được rồi. Hôm qua mình nói tới cái phần mà hợp đồng thương mại nha các bạn. Bây giờ mình sẽ nói lại cái phần hợp đồng thương mại cho các bạn nào mà quan tâm tới cái chủ đề này á, thì nghe cách mình nói nha. Rồi, mình nói lại về cái chủ đề làm cái hợp đồng thương mại quốc tế nha các bạn. Các bạn thấy không? Khi mà mình nói về cái những cái mà chủ đề về bên thương mại quốc tế á, thì rất là kén người nghe các bạn thấy không? Từ 80 mấy người xem bây giờ còn có 2 mấy người à, thấy không? Và rất là kén người nghe các bạn. Đa phần là mình thấy đa phần là những cái bạn mà Gen Z á, vô chủ yếu là hỏi là chị ơi em muốn nhập hàng sao, em muốn tìm nguồn hàng sao, rồi em muốn mua hàng sao, rồi em chưa kinh doanh bao giờ hết thì chỉ cho em với, đa phần là như vậy các bạn. Là những như nói như vậy thì mình không thể nào mà có thể chia sẻ mà bằng video được các bạn, nó là sự thật luôn á. Rồi bây giờ mình sẽ nói lại về cái hợp đồng thương mại nha các bạn. Rồi đây là cái hợp đồng thương mại mà tên tiếng Anh nha các bạn. Thì khi mà các bạn mà đã đàm phán giá với nhà cung cấp xong và họ đã tạo liên thanh toán xong nha các bạn, thì các bạn sẽ nói với họ là như vậy nè: anh làm cho tôi cái bản hợp đồng thương mại quốc tế cộng và gửi cái hóa đơn cho tôi. Thì cái hóa đơn nó gọi là cái invoice, còn cái hợp đồng nó gọi là cái sales contract này nè ha. Thì bạn chỉ cần nói là gửi cho tôi hợp đồng và hóa đơn, là bạn nói như vậy thôi là nó sẽ tự động nó hiểu, không cần phải nói quá nhiều ha. Thì khi mà nó gửi cho bạn cái hợp đồng xong nha, à, gửi hợp đồng nè, các bạn nhớ nè, rồi các bạn hãy nhớ nó là gửi cho bạn cái hợp đồng bằng file PDF nha các bạn ha, các bạn nhớ nha,
gửi cái hợp đồng bằng file PDF. Các bạn biết tại sao mà cần phải gửi bằng file PDF không? Bởi vì khi mà gửi bằng file PDF nha, là mình sẽ có thể zoom lên và nó không có bị bể hình nha. Các bạn zoom lên, zoom lớn lên, là zoom lên 100, 200 để các bạn xem cho soi cho kỹ á, thì nó sẽ không bị bể hình. Còn nếu mà gửi bình hình ảnh á, các bạn zoom lớn lên á, thì nó bị bể cái hình á, nó nhòe nhòe cái chữ á, đọc rất là khó các bạn. Bởi vì vậy á, nên là các bạn hãy nhờ bên công ty, cái bên nhà cung cấp á, là gửi cho bạn bằng cái file PDF nha, nhớ nha, file PDF nè ha. Và sau khi mà các bạn sau khi mà các bạn dò những cái thông tin ở trong nó xong á, thì mình đảm bảo với các bạn rằng là nó sẽ không thêm vô bất cứ một cái điều khoản ràng buộc nào hết ha, không có thêm vô bất cứ một cái ràng buộc nào hết. Và các bạn hãy đọc xong rồi các bạn hãy nói với nó là bạn ơi, hãy gửi cho tôi bạn cái file hợp đồng này nè, bạn hãy chuyển đổi sang file Word và gửi qua cho tôi ha, để tôi thêm vào những cái điều khoản và những cái điều kiện trong cái hợp đồng này ha. Ok chưa, mình sẽ nói lại nha. Rồi, yêu cầu nhà cung cấp chuyển qua file Word nha các bạn ha. Các bạn sẽ yêu cầu nhà cung cấp là chuyển từ file PDF sang file Word, sang cái file Word này nè ha, sang file Word này nè, và gửi cho các bạn cái file Word để các bạn có thể thêm những cái điều khoản cần thiết, được chưa các bạn? Các bạn tới đây các bạn kịp chưa các bạn ơi ha. Nếu các bạn nào kịp thì comment kịp, nhắn tin ở trên cái nhóm này là kịp dùm mình nha, để mình qua tiếp nha các bạn ha. Mình sẽ yêu cầu chuyển qua file Word nha các bạn ha. Các bạn nào mà coi livestream á mà thấy kịp á, thì các bạn nhắn tin ở trên kịp nha, để mình qua cái chỗ khác nha các bạn ơi. Ok ha. Khi mà người ta sẽ chuyển đổi qua file Word rồi á, thì các bạn sẽ mở cái file Word đó lên trên máy tính và các bạn thêm dùm mình cái điều khoản như thế này nha. Thêm điều khoản ràng buộc vào hợp đồng. Thêm điều khoản ràng buộc vào hợp đồng nè ha. Cái này là cái điều khoản ràng buộc này á, để đảm bảo là cái hợp đồng của các bạn á, để mua hàng á, người ta sẽ thực hiện đầy đủ và đúng về mà chất lượng nè, đúng về số lượng nè, và không, nhất là không ăn gian nha, không ăn gian trọng lượng của cái sản phẩm. Kể cả các bạn mua là thức ăn cho chó cho mèo, hay là các bạn mua bất cứ một cái gì hết, thì vẫn phải nên có điều khoản ràng buộc nha. Bởi vì người ta bên Trung Quốc á, mà khi mà người ta đưa giá với các bạn á, là nó hay ăn bớt lắm các bạn. Là sở như giống như ở Việt Nam mình á, mà nó bán rẻ một chút xíu, như là một ký chôm chôm là 20.000 đi, thì chỗ khác nó bán có 15.000, nhưng mà nó cân cho bạn có 8 lạng à các bạn, nó không có cân đủ ký cho các bạn đâu. Thì ở bên Trung Quốc y chang vậy đó các bạn nha. Nên là lúc nào mình cũng phải mặc định là phải có cái điều khoản ràng buộc nha, để cam kết chất lượng đúng đủ, và phải đủ số lượng nha, phải đủ chất lượng luôn, chứ không có được ăn bớt. Đó là một cái cách mà mình làm hợp đồng á, làm để cho mình đỡ và tránh thiệt thòi các bạn ha. Mình sẽ thêm vô đây điều khoản ràng buộc nha. Đầu tiên nè ha, ở đây là mình viết tiếng Việt nha. Ở đây mình viết tiếng Việt là những cái ý mà mình gợi ý cho các bạn. Còn khi mà các bạn làm hợp đồng với bên Trung Quốc á, là các bạn phải sử dụng tiếng Anh nha các bạn. Các bạn hãy sử dụng Google dịch á, để chuyển những cái nghĩa này qua tiếng Việt qua tiếng Anh. Chứ các bạn không có viết tiếng Việt vô trong hợp đồng nha các bạn nha. Ok ha. Đừng có viết tiếng Việt vô trong hợp đồng rồi nói là hả, anh phải là cân cho tôi đủ 500 gram mà viết trong hợp đồng, đâu có ai hiểu đâu các bạn nha, nhớ nha. Rồi, đầu tiên á, là trong cái hợp đồng này nè, là cái đầu tiên là cái quan trọng nhất đó các bạn, là các bạn phải thêm cái hình ảnh vào trong cái hợp đồng nha. Thêm cái hình ảnh sản phẩm nha, thêm hình ảnh sản phẩm vào trong hợp đồng nha. Chứ đầu tiên là hãy thêm hình ảnh vô trước đã, là tính tiếp ha.
mình thêm hình ảnh vô trước nha ha. Xong rồi ở bước thứ hai á là mình sẽ thêm hình ảnh sản phẩm. Mà bước thứ hai là mình sẽ thêm cái giả sử như mà bạn có yêu cầu gì với nhà cung cấp á thì bạn thêm vô ha, thêm những cái yêu cầu của mình với nhà cung cấp á. Các bạn là giống như các bạn mà muốn nó thêm vô những cái mà các bạn giống như các bạn điều chỉnh á thì các bạn bổ sung vô đây, còn nếu mà không có thì có thể bỏ qua bước này ha. Mình ghi là thêm những ý cần điều chỉnh theo ý của mình ha. Mình sẽ ghi là thêm những thứ cần điều chỉnh theo ý của mình á. Đây là cái ý thứ hai, giả sử như mình yêu cầu nó là khắc hộp đi, khắc logo lên trên hộp, hoặc là các mình sẽ yêu cầu nó là dán tem lên trên hộp, hoặc là yêu cầu nó là in giống như là in những cái mà logo của mình á, thì yêu cầu á các bạn thì các bạn sẽ phải ghi rõ nha các bạn ha, là cái phần mà cái phần là ở ô số 2 ha. Rồi qua ô thứ ba nha các bạn, qua thứ ba này ha, qua thứ ba này ha. Ô số 3 của mình là nhà sản xuất cam kết giao hàng đúng và đủ chất lượng cộng số lượng nha các bạn. Mình nhắc nha, cái ý số 3 của mình á, là nhà sản xuất cam kết giao hàng đúng và đủ chất lượng và số lượng theo yêu cầu hoặc là theo đơn đặt hàng ha các bạn. Rồi xong chưa, phải qua ý thứ tư này các bạn. Qua ý thứ tư nha, là ý thứ tư của mình á, là đối với những cái đơn vị mà những cái công ty á, mà các bạn muốn đặt hàng theo cái dạng ODM á nha, đặt hàng theo ODM mà là sản xuất theo kiểu như theo cái thương hiệu độc quyền đó các bạn, thì các bạn nên có câu này nè. Cái câu này là mình lúc nào cũng đi song song, mình lúc nào cũng phải kèm theo cái hợp đồng hết, và tất cả các hợp đồng của mình mà mình ký là mình sẽ có cái câu này hết nha. Còn nếu mà những cái đơn vị mà các bạn mua về các bạn bán thì các bạn có thể bỏ qua cái câu số 4 này. Nhưng mà những cái đơn vị nào mà các bạn muốn đặt hàng mà theo kiểu như mà theo yêu cầu và theo cái thương hiệu của riêng của các bạn á, thì các bạn nên có cái câu này nha. Là nhà máy cam kết nha, là chỉ sản xuất lô hàng này theo đơn đặt hàng của tôi, và không được sản xuất cái thương hiệu này cho bất cứ một đơn vị khác để sử dụng để thương mại. Đó là cái ý đó nha các bạn ha. Mình đọc lại cái dòng số 4 nha các bạn. Nhà sản xuất cam kết không sản xuất sản phẩm này
cho bất kỳ đơn vị kinh doanh nào khác sử dụng với mục đích kinh doanh thương mại ha. Rồi mình né qua bên này, các bạn có thể nhìn rõ và ghi được nha các bạn, né qua bên nha. Mình không biết là các bạn có bị có nhìn được, có nhìn rõ được không các bạn. Nếu mà các bạn không nhìn được rõ thì các bạn nhớ nói mình để mình đọc cho các bạn nha. Nha, cái dòng số 4 là nhà sản xuất cam kết không sản xuất sản phẩm này cho bất kỳ đơn vị kinh doanh nào khác sử dụng với mục đích kinh doanh thương mại. Rồi. Rồi. Rồi tại vì nó hơi bị dài á ha các bạn. Nếu mà các bạn ghi, các bạn nào mà chưa ghi kịp á thì các bạn nào chưa ghi kịp á thì các bạn nói mình tiếp rồi mình chờ các bạn ghi nha. Còn nếu các bạn nào mà ghi kịp rồi á thì các bạn nói ok để mình nói tiếp cái dòng số 5 nha. Để mình bôi đi, mình sẽ nói tiếp dòng số 5 á. Rồi, qua cái dòng thứ 5 nha các bạn. Qua thứ dòng thứ 5. Rồi, kịp nha các bạn ơi, kịp nha, mình qua cái dòng số 5 nha các bạn ơi. Qua nha. Ừ. Chụp màn hình, bạn nào mà không ghi kịp thì chụp màn hình nhé bạn ơi. Mình có thể chụp màn hình lại á, có thể đọc cho dễ nha các bạn. Chứ chờ ghi thì hơi bị lâu á các bạn ơi, các bạn có thể chụp màn hình lại nha. Mình ráng viết chữ rõ thật là rõ cho các bạn có thể mà đọc được dễ các bạn. Không dám viết chữ gì cả bới đâu. Nha. Rồi bôi nha, chụp màn hình lại bôi nha. Rồi, qua ô thứ 5 là quan trọng nè. Qua thứ 5 nha. Rồi. Trong thứ ý thứ 5 của mình á là trong thời gian hợp tác giữa hai bên, là khi mà xảy ra tranh chấp thì hai bên phải ngồi lại bàn bạc để tìm hướng giải quyết để tìm hướng giải quyết tốt nhất nha. Rồi, cái ý thứ 3, cái ý thứ 5 của mình á là hai bên hợp tác trên tinh thần vui vẻ và cùng có lợi ha. Nếu xảy ra tranh chấp mà hãy cùng nhau tìm hướng giải quyết tốt nhất trên tinh thần thiện chí nha các bạn. Rồi. Rồi, qua ý thứ 6 nha. Thank you.
Cái ý thứ sáu á, là nhà sản xuất cam kết hỗ trợ giấy tờ thủ tục pháp lý đầy đủ nếu được yêu cầu cho tới khi đơn hàng hoàn tất. Đó là cái ý thứ sáu nha các bạn ha. Và những cái thông tin này á, là rất là quan trọng nha các bạn ha. Rồi, bởi vì mình tránh được cái phần mà mình rủi ro về mà lúc mà về vấn đề tranh chấp á, và cái phần mà khi mà mình đặt hàng xong á mà mình hỏi nó giấy tờ mà để nó hỗ trợ mình á, nó làm khó làm dễ rồi này kia, với là nó chần chừ, nó không có cung cấp á, nó rất là mệt các bạn, nên là mình cứ ghi trong hợp đồng luôn nha ha. Rồi cái ý thứ bảy nha các bạn, ý thứ bảy là quan trọng tiếp nữa nè ha. Ý thứ bảy nha, là nhà sản xuất cam kết không tăng giá và không thu thêm bất kỳ khoản thu nào trong hợp đồng này nha. Có nghĩa là sau cái hợp đồng này mà hai người ký với nhau á, mà nó giao hàng cho mình đủ rồi á, giao hàng cho mình á, là nó không có được báo là cái lô hàng này tăng nguyên vật liệu hay là tăng tăng in bao bì, tăng rồi tăng giá rồi này kia, rồi nó kỳ kèo nó thu thêm tiền nha, là không có đồng ý nha các bạn. Trong hợp đồng này phải ghi rõ về cái vấn đề này nha các bạn, bởi vì họ lâu lâu cái nó cứ báo là nguyên vật liệu tăng, rồi giá xăng tăng, giá dầu tăng, rồi họ giá in bao bì tăng, rồi nó đòi tăng giá nha, mình không có đồng ý nha các bạn ơi nha. Hello. Kịp chưa các bạn ơi? Kịp chưa? Ai chụp màn hình chưa? Chụp màn hình đi, chụp màn hình giùm mình nha. Nhớ nha, nhớ là các bạn phải trong hợp đồng thương mại này á, là các bạn nhớ phải add hình ảnh sản phẩm vô nha. Và nhớ phải ghi thêm cái mấy cái dung tích mà giống như hôm qua mình dặn đó các bạn, là các bạn mấy cái dung tích mà giả sử như mà các bạn ký với người ta là 10 hộp, 10 gói trên một hộp, hay là 10 gói trên một hộp và một hộp là 25 ml, là các bạn phải ghi rõ ra nha các bạn, chứ không có được không ghi rõ nha, chứ không ghi rõ là nó ăn gian đó các bạn nha. Còn nếu như mà một thùng một hộp mà 500 g thì các bạn cũng phải ghi rõ là 500 g trên một hộp đó, phải ghi rõ cái trọng lượng sản phẩm ra nha, chứ đừng có mà không ghi nó ăn gian cái trọng lượng đó nha các bạn. Nhiều khi mình mua rẻ một chút nhưng mà nó ăn gian, mua một ký mà nó ăn gian, nó tính có 8 lạng à, thấy không, là về mình tính ra đắt đó, chứ không có rẻ đâu. Ghi đó luôn nha, lúc nào cũng phải có một cái câu là cam kết sản phẩm là đúng và đủ chất lượng nha, đúng và đủ chất lượng luôn, chứ không có ấy gì hết trơn á hả, không có cam kết gì hết á, trời ơi, lúc mà nó giao cho mình á hả, ba cái đồ tào lao không à. Này các bạn, những cái hàng mà mình đặt đó, những cái hợp đồng đó là mình phải in vô này các bạn, in hình vô nè, đó là mình phải in hình vô cái hợp đồng thương mại các bạn, nó phải in vô này các bạn ha, in vô và phải ghi rõ luôn ha. In rõ luôn đó, ghi rõ luôn đó, mình rất là kỹ luôn các bạn,
trong cái hợp đồng thương mại của mình á, là mình in rõ cái phần hộp vô trong nha, và mình còn phải ghi rõ chi tiết kích thước hộp luôn á các bạn. Mình rất là tỉ mỉ, mình ghi rất là chi tiết các bạn. Giả sử như mà mình đặt hộp kích thước là 8x10 là mình sẽ ghi kích thước 8x10 luôn, chứ không có phải là mình chỉ ghi cái phần dung tích đâu các bạn ơi. Mình rất là kỹ cái vấn đề đó. Và mình còn kỹ hơn nữa là mình ghi những quy cách đóng thùng này, rồi trọng lượng từng thùng, từng hộp nè. Đó là mình kỹ tới những cái sản phẩm chi tiết nhỏ đó luôn các bạn. Đó là một trong những cái ý mà mình góp ý với các bạn thôi. Còn nếu mà các bạn muốn là các bạn thêm vô, còn các bạn không thêm vô thì cũng không sao. Chỉ có điều là bên mình là doanh nghiệp á, nên là mình kỹ nhất là cái phần mà sản phẩm mà xong là phải đạt chất lượng và đạt đúng số lượng luôn á. Và kiểu như mà nói là 500ml rất là đủ 500 thôi, chứ không có được có thiếu nha. Nên là mình rất là kỹ trong cái vấn đề đó. Tại vì hàng của mình, bên mình đặt á, là thường thường là hay in logo á các bạn, hay in logo thương hiệu á, nên là mình sẽ phải chụp cái phần mà cái file mà in logo á là mình add vào trong hợp đồng luôn, là cái logo đó là in như thế nào, hình ảnh như thế nào là mình add vào trong cái hợp đồng luôn nha các bạn, thể hiện bằng hình ảnh chứ không có nói bằng miệng nha. Là đó là những cái bí kíp của mình á. Tại vì bên mình là đăng ký thương hiệu, bảo hộ thương hiệu á, nên là mình sẽ có một cái câu ràng buộc là cái sản phẩm này đã được đăng ký thương hiệu tại Việt Nam, bảo hộ thương hiệu tại Việt Nam, nên là nghiêm cấm mọi sự sao chép đó. Thì nếu mà các bạn có đăng ký thương hiệu độc quyền á, thì các bạn cũng nêm thêm cái câu đó vô nha các bạn, tại vì cái phần bảo hộ thương hiệu nó rất là quan trọng các bạn, nên là mình nên thêm vô những cái câu mà sản phẩm này đã, thương hiệu này đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, nên là nghiêm cấm sự sao chép của dưới mọi hình thức. Và khi mà các bạn mà đã đăng ký bảo hộ thương hiệu các bạn, thì trên hợp đồng thương mại quốc tế là các bạn không có ký hợp đồng không đâu các bạn. Các bạn sẽ phải kèm thêm một cái giấy ủy quyền nữa nha, giấy ủy quyền cho nhà sản xuất. Và khi mà có giấy ủy quyền đó thì nhà sản xuất mới được sản xuất cái thương hiệu đó của các bạn nha. Đó là cái phần mà bảo hộ thương hiệu á. Còn nếu như bạn nào mà không có làm về phần bảo hộ thương hiệu á, thì mình nghĩ là các bạn cũng không cần cái đó lắm. Nhưng mà nếu mà các bạn mà làm thương hiệu riêng á, giống như là những cái áo thun mình cũng có thể in thương hiệu của mình cũng được vậy. Rồi những cái giày dép các bạn cũng có thể làm thương hiệu riêng luôn nha các bạn, chứ không nhất thiết phải làm mỹ phẩm nha các bạn nha. Quần áo, giày dép, rồi mấy cái cọ nữa, rồi mấy cái khăn mặt nữa các bạn, hầu như là tất cả đều có thể mà làm thương hiệu riêng của các bạn nha, chứ không có phải riêng về mỹ phẩm đâu nha. Tất cả luôn, tất cả các mặt hàng, kể cả những cái thứ nhỏ nhất là những cái bút nữa các bạn, những cái bút cũng có thể mà khắc thương hiệu riêng nha. Thì khi mà có thương hiệu riêng á, thì các bạn đã đăng ký bảo hộ thương hiệu mà tại Việt Nam á, thì các bạn nên là thêm cái câu vô là thương hiệu này đã được bảo hộ nha, thương hiệu này đã được đăng ký bảo hộ tại Việt Nam, nên là nghiêm cấm sự sao chép dưới mọi hình thức ha. Và nhà sản xuất này á là sản xuất theo đơn đặt hàng và theo ủy quyền của đơn vị, theo như ủy quyền của công ty chúng tôi nó giống vậy á, thì các bạn sẽ phải kèm thêm một cái giấy ủy quyền nữa để đóng dấu giữa hai bên nha các bạn nha. Và ghi rõ ủy quyền là sản xuất trong cái giấy ủy quyền á, tại vì những cái chia sẻ này nó là mà thuộc sâu xa rồi, và chỉ dành cho những bạn nào mà kiểu như mà kinh doanh về cái mảng mà chính ngạch á thì mới cần thôi các bạn. Tại vì cái giấy ủy quyền á thì nó sẽ phải có hiệu lực nha các bạn. Giả sử như các bạn đặt hàng một cái lô hàng đó là nó sẽ sản xuất cho các bạn là từ ngày 1 tháng 7 tới ngày 30 tháng 7, là trên cái giấy ủy quyền á là mình chỉ ký cho nó là sử dụng thương hiệu này từ ngày mùng 1 tháng 7 tới ngày 30 tháng 7 thôi. Chứ nếu như mà nó không có ghi thời hạn kết thúc á là các bạn phải tự thêm vô nha các bạn, chứ không có được mà để cho nó sử dụng mãi là không có nên nha. Nhưng mà cái đó là để nói về cái phần mà làm giống như làm nhập khẩu chính ngạch các bạn. Nói chung là nhập khẩu chính ngạch nó cũng có nhiều cái hay lắm các bạn ơi. Nếu mà các bạn mà chịu khó học á, các bạn chịu khó tìm hiểu á, thì mình nghĩ là cái phần nhập khẩu chính ngạch nó rất là nhiều cái hay để học các bạn. Còn nhập khẩu tiểu ngạch thì mình thấy nó chả có gì để học hết trơn, nó đa phần là các bạn đi tìm giá và tìm nguồn thôi. Còn chính ngạch á, thì nó cũng có nhiều cái để học các bạn. Rồi xong cái phần mà ấy xong rồi đó các bạn ơi, cái phần mà lưu ý ở trong hợp đồng là xong rồi các bạn, nhiều đó là xong rồi đó, đâu còn gì nữa đâu, còn lại là những cái điều khoản thanh toán thôi.
thì các bạn có thể thanh toán trên Alibaba, nó chỉ cần gửi link cho các bạn và gửi cái file qua là gửi cái link qua là các bạn thanh toán trước 30%, thì các bạn có thể dùng Visa và Master để thanh toán. Thì có bạn nào mà muốn hỏi thêm câu hỏi gì không thì mình sẵn mình nói luôn nha các bạn. Còn những cái phần mà mình ghi chú ở trong cái hợp đồng á, thì các bạn chỉ cần yêu cầu họ xuất file Word ra và mình thêm bổ sung những cái yêu cầu với cái điều khoản á, mà trong cái phần thanh toán là mình thêm vô thôi là được ha. Là những cái note mà mình note cho các bạn á, là các bạn chú ý những cái thứ đó nha, kể cả những cái hình ảnh mà các bạn cần phải thêm vô á, là các bạn cũng chú ý nha các bạn ha. Còn bạn nào mà muốn hỏi thêm cái vấn đề gì nữa thì các bạn có thể hỏi mình, sẽ sẵn sàng chia sẻ. Tại vì kiến thức này á, là mình mặc dù mình còn khá là trẻ chứ mình không có phải là quá lớn tuổi, mình khá là trẻ nhưng mà mình rất là chịu khó học hỏi và mình cũng là một người rất là cầu tiến, nên là tất cả những kiến thức này là mình đã tích lũy khá là cũng 7-8 năm đấy các bạn. Mình vừa làm vừa học nên là mình hy vọng là mình có thể chia sẻ cho các bạn cũng là một cơ duyên. Nó để tất cả đều miễn phí hết nha các bạn, mình chia sẻ cho các bạn là một cơ duyên. Thì hy vọng các bạn có thể sử dụng những kiến thức này của mình để mà tương lai các bạn có thể mà kiếm được tiền, hay là tránh được những cái rủi ro không mong muốn ha. Còn có những cái chia sẻ mình chia sẻ đó là xong rồi đó các bạn. Còn bạn nào mà muốn hỏi mình về những cái gì nữa không thì mình chỉ cho. Tại vì các bạn, những cái hợp đồng quốc tế các bạn, này là những cái hợp đồng quốc tế của mình này. Hợp đồng quốc tế này, đây là những cái hợp đồng quốc tế của mình á. Hợp đồng quốc tế này, các bạn, những cái hợp đồng quốc tế của mình. Không, các bạn, đây là những cái hợp đồng quốc tế của mình này. Nhưng mà hầu như là 100% là tiếng Anh, 100% là tiếng Anh luôn á, chứ không có tiếng Trung như trong này nha các bạn. 100% là tiếng Anh nha. Và một cái hợp đồng quốc tế của mình á, nó dài tới 1 2 3 4 5 5 trang. Nó dài tới 5 trang lận các bạn. Một cái hợp đồng quốc tế của mình nó dài tới 5 trang lận nha. Và mình những cái ý mà mình cần nhấn mạnh á, là hầu như mình bôi đen nha, bôi đen và để cho người ta chú ý những cái chữ mà mình bôi đen đó nha các bạn. Nó chứ không có phải là giống như người ta gửi cho mình chỉ có một tờ không đâu. Hầu như là những cái hợp đồng thương mại á, là bên Trung Quốc mà các bạn yêu cầu họ gửi á, là chỉ họ gửi có một tờ một rồi nha. Nó chẳng có một cái điều khoản gì hết trơn đó các bạn. Hầu như các bạn tự phải thêm vô nha. Thì các bạn chỉ cần nói người ta xuất file Word và gửi qua cho bạn thôi, là các bạn thêm vô cái điều khoản ràng buộc là được, chứ không có cần phải soạn lại từ đầu đâu nha. Và các bạn lưu ý một chỗ này nữa nè. Hầu như là những cái người mà các bạn nói chuyện á, là nhân viên kinh doanh nha. Nhân viên kinh doanh thì nó hay bị tính sai tiền lắm các bạn. Nên là khi mà các bạn mà gửi cho bạn cái file mà để các bạn trả tiền á, các bạn nhớ lấy máy tính bấm lại nha. Chứ nó hay tính sai lắm nha các bạn. Hầu như là tính sai không à. Còn nếu như mà nó chuyển đổi tỷ giá từ nhân dân tệ qua đô la Mỹ á, là các bạn cũng phải tự tính lại cái phần chuyển đổi giá nha các bạn, chứ không có được nghe người ta nha ha. Mình sẽ nhân lại để xem nó đúng không, tại vì có nhiều thứ mình nhân lại á, mình chuyển tỷ giá từ nhân dân tệ mà qua bên đô la đó, mình có thể tiết kiệm được tới 60 mấy đô rồi đó các bạn. 60 mấy đô là cũng cả triệu mấy bạc đó. Bữa trước mình đã bị một lần rồi. Khi mà có một cái này hay nữa nè các bạn. Có một cái này rất là hay nha. Là mình không biết là các bạn sao, chứ như theo như bản thân mình á, là mình thích thanh toán bằng đô la hơn. Mình không thích thanh toán bằng nhân dân tệ nha. Bởi vì khi mà quy tỷ giá từ nhân dân tệ qua đô la Mỹ á, thì các bạn sẽ phải trả ít tiền hơn nha. Các bạn sẽ tiết kiệm được hơn 1 triệu đến gần 2 triệu đồng nếu mà đơn hàng đặt hàng mà lớn nha. Kể cả đơn đặt hàng nhỏ hay là đơn đặt hàng lớn hay chăng nữa, thì các bạn trả bằng tiền nhân dân tệ á, các bạn cứ tính bằng tiền Việt á, nó sẽ mắc hơn là trả bằng đô la nha các bạn. Kể cả bây giờ tỷ giá đô la đang là 23.300 mấy á, là các bạn chia ra so với cái tỷ giá của bên Trung Quốc á, thì tiền nhân dân tệ á, các bạn sẽ phải trả nhiều hơn nha. Nên là mình thích trả bằng đô la, nên là hầu như là những cái nhà cung cấp của bên Trung Quốc á, họ hay hỏi mình là mình trả bằng đô la hay là trả bằng nhân dân tệ, thì mình nói luôn tao trả bằng đô la, tao không có tiền nhân dân tệ, mình không thích giao dịch bằng nhân dân tệ các bạn. Bởi vì khi mà các bạn quy ra vốn, giá vốn á, nó chỉ cần rẻ hơn một chút xíu thôi, nhưng mà các bạn nhân cái số lượng lên á, thì nó cũng cả một khối tiền đó các bạn, khối tiền đó nha, không có ít đâu. Mình khối tiền á, mà mình để sử dụng cái tiền đó để mình trả những cái phí thanh toán thì nó sẽ ok hơn. Đó là kinh nghiệm của mình á. Còn các bạn hầu như là các bạn thích trả bằng nhân dân tệ hơn, còn mình thì mình thích trả bằng đô la, không, mình không thích trả bằng nhân dân tệ.
bởi vì nó rẻ hơn các bạn, đô la nó rẻ hơn. Có một cái rất là hay, nhưng mà chỉ áp dụng cho những bạn nào mà thích kinh doanh hàng chính, làm chính ngạch thôi các bạn. Về những cái mà yêu cầu chuyển tiền quốc tế này, rồi thỏa thuận mua bán ngoại tệ này, rồi hợp đồng thương mại này, giấy ủy quyền này, rồi gì ta, mua cái bảng giá tiền, cái bảng giá mua đô các bạn, phải mua đô, tại vì mà thanh toán ở ngoài ở ngân hàng á, là các bạn sẽ phải làm cái bảng giá mua đô.